Tối qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, sau khi nhận được công dân của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xin đóng góp ý kiến cho đề xuất quán đổi ngày 29 tháng 4 thành ngày nghỉ, để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lệ 30 tháng 4-1 tháng 5. Tổ chức Công đội Việt Nam đã tiến hành khảo sát ý kiến và nguyện vọng của người lao động. Trong số gần 3.600 người được khảo sát qua mạng xã hội, có 87% đã lựa chọn và ủng hộ đề xuất Nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp lễ này, chỉ 8% chọn phương án không quán đổi, còn lại là ý kiến khác. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đề nghị cơ quan này xác định ngày làm việc bù cho ngày 29 tháng 4 thứ hai, đề xuất thành ngày nghỉ lễ để có 5 ngày nghỉ liên tục. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã nhận được văn bản đóng góp ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin Truyền thông về đề xuất quán đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ để người lao động công chức viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng năm sắp tới. Cả ba cơ quan này đều đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận đầy đủ văn bản đóng góp ý kiến của 15 cơ quan, bộ ngành liên quan, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.